nơi yên bình hội tụ, nơi mà góc phố, dáng hoa, con thuyền, nụ cười, đèn lồng, tiếng rao, tất cả đều gợi lên thật nhiều cảm xúc. Và một món ăn được xem là cao lương mỹ vị của người bình dân đã góp thêm phần hương sắc cho chuỗi cảm xúc hòa nhớ và trân trọng ấy. Mời bạn thưởng thức cao lầu đậm đà vị Quảng. Hội An, phố cổ yên bình luôn gợi nhớ thương cho những ai đã từng ghé chân. Trong những điều bé nhỏ bình dị ấy, có một hương vị của một món ăn địa phương mà bạn nhất định phải thử khi đến với miền xưa cũ này. Chuyện là chưa một ai có thể xác tín được nguồn gốc của món cao lầu. Thế nhưng không biết từ bao giờ, cao lầu đã trở thành món ăn không thể thiếu và đại diện cho ẩm thực Quảng Nam nói chung, Hội An nói riêng. Thoạt nhìn, cao lầu trông có vẻ giống mì Quảng hay các món chế biến từ sợi mì của các nước trên thế giới. Thế nhưng, ở cao lầu có một hồn cốt khác mà phải thử bạn mới có thể cảm nhận được. Cao lầu có sợi mì màu vàng, được dùng với tôm, thịt heo, các loại rau sống và rất ít nước dùng. Sợi mì màu vàng là do được trộn với tro từ một loại cây ở địa phương. À, cô cho con hỏi là điều đặc biệt gì làm nên một tô cao lầu ngon ạ? À, cái này không phải là bí quyết gì, nhưng mà nói chung là cô yêu nghề, cô thích nghề. À, tuy nhiên là cô phải làm mà đang cho họ khách mà không thấy cái tô cao lầu cô không có đặc biệt trong đó nhiều khách của họ. À, nói chung là con nấu món ăn nào cũng rất cái tâm cô để, con để trong đó là sẽ ngon thôi. À, vậy cô cho con hỏi là điều gì mà khiến mình gắn bó với công việc này lâu lắm? À, trước tiên về kinh tế. À, cô cũng làm để đầu tiên là rước sau cái thì nghỉ ở Hội An mình đây. Không có cái chi mà cho mà nó cũng thấy cho hơn họ, cho ngon hơn họ. Thì cô thích coi là. Tinh túy của cao lầu không chỉ nằm ở sợi mì mà bản chất sâu xa còn là nguồn nước chế biến và thức rau ăn kèm. Có người nói rằng chính nước giếng Bá Lễ, tro của Cù Lao Chàm và rau sống trà quế mới làm nên món ẩm thực đặc trưng này. Người ta thường ăn cao lầu với giá trụng nước sôi nhưng không được quá mềm. Thêm ít rau sống được lấy ở làng rau truyền thống trà quế nổi tiếng. Giá trụng đổ ra tô, xếp mì lên trên, thêm vài lát thịt xíu rồi đổ tóp mỡ vào một muỗng mỡ heo rán để sẵn bên lò nước. Với thịt xá xíu, chỉ dùng thịt heo cỏ, thịt săn chắc, thơm, vừa mỏng da, vừa nhiều nạc và nước của nó mới có vị ngọt. Khi ăn, cao lầu cho cảm giác sực sực của sợi mì, đủ mùi vị chua, cay, đắng, chát, ngọt của rau sống, hương vị của mắm, bột thơm, nước tương và tóp mỡ giòn tan trong miệng. Nhiều người cũng có tham vọng làm cao lầu ở nơi khác, nhưng tất cả đều thất bại. Không phải ngẫu nhiên mà một món ăn bình dân có thể bắt gặp ở bất kỳ các ngõ ngách nào của phố cổ lại vào top những món ăn ngon nhất châu Á. Cao lầu không chỉ là món ăn mà còn là lịch sử, văn hóa, đất và người Hội An. Không giống bất kỳ món ăn nào, cao lầu có câu chuyện và đời sống của riêng nó. Bạn sẽ chỉ thực sự cảm nhận trọn vẹn một tô cao lầu đúng điệu khi ở Hội An. Công thức gia truyền cho món ăn này không hề được giữ kín. Ấy vậy mà, chỉ cần bước chân khỏi phố cổ Hội An, không nơi nào lại bắt chước cho được với phong vị tinh túy ấy. Tất cả bí mật đều nằm trong công đoạn chế biến đầy công phu, nhưng không kém phần độc đáo của cao lầu. Thưởng thức một tô cao lầu, đắm chìm vào thế giới của hương vị, bạn sẽ cảm nhận được sự thanh mát của con nước, cái xanh tươi của luống rau, hương vị nồng đậm của cây cỏ và tấm tình bình dị nhưng đậm đà của người phố Hội. Ăn cao lầu không chỉ là thưởng thức hương vị, tận hưởng tình cảm của người chế biến mà còn là hòa nhớ bản sắc văn hóa, trong đó có ẩm thực.